Thân Bèo xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nghệ sĩ đa tài. Dạ, nói chung là khi Thân Bèo ngồi vị trí này thì Thân Bèo cũng chưa biết ngày hôm nay có Tấn Bò thi. Và những tiểu phẩm của Tấn Bò thì Thân Bèo cũng chưa có tham gia chung với Tấn Bò. Và Tấn Bò cũng chưa có mời Thân Bèo tham gia. Vì sao? Vì nói chung là hỗ trợ thì ai Tấn Bèo cũng hỗ trợ được hết. Và riêng Tấn Bò thì Tấn Bèo chưa hỗ trợ chương trình nào. Tại vì nó có cái này, Tấn Bò có thể làm được cái gì cho mình chứ. Còn hỗ trợ thì để bạn diễn hiểu biết Tấn Bò và dễ nói chuyện với Tấn Bò thì Tấn Bò nhờ thì nó tốt hơn. Còn khi Tấn Bèo xuất hiện, Tấn Bò có một cái chứ mà ngại hay là một cái hơi bị rụt rè khi Tấn Bèo xuất hiện chung. Nếu Tấn Bò mà cái Tấn Bèo cứ sát sát thì khoảng vậy hoài thì 60-70 tuổi vẫn còn diễn như hoài chắc không ai coi. Tấn Bèo nghĩ điều đó cho nên mình phải tách ra liền thành hai nhóm để cho Tấn Bò phát triển đó. Thì và những cái tiểu phẩm mà Tấn Bèo và Tấn Bò không diễn nữa là không phải là không diễn, có khi những tiểu phẩm mà Tấn Bèo chuẩn bị làm ưng ý và thích, tức là thích cái kịch bản đó thì Tấn Bèo có thể mời Tấn Bò về tham gia đó. Thì cũng có thể một ngày gần đây thì Tấn Bò và Tấn Bèo cũng diễn lại kịch bản mới, cũng như là lên chùa bán nhang mà quý vị đã xem và quý vị đã thương mến hai anh em như thế nào. Thì Tấn Bèo rất đắn đo khâu kịch bản thôi, chứ còn diễn thì có thể là trong mấy ngày thì cũng có kịch bản rồi, nhưng mà sợ khán giả có chấp nhận kịch bản đó của Tấn Bèo hay không, đó là điều khó cho Tấn Bèo, cho nên chậm mà chắc.